Dạ, xin chào cả nhà nha. Nhân đang đứng chỗ trung tâm quận nhất nha cả nhà. Trung tâm quận nhất Sài Gòn. Đây là con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xung quanh đây là có rất nhiều tòa phố. Trước mặt chúng ta là con đường Tôn Đức Thắng. Phía xa xa đó là cây cầu Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 2. Phía trước là bến Bạch Đằng với cả nhà, chỗ tiền phía bên sông đó là Thủ Thiêm, khu vực Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức, thành phố vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu Thủ Ngữ. Cầu Thủ Ngữ ngày xưa. Đây là cờ của các nước ASEAN. Phía đường xa chỗ đỏ đỏ và chỗ bến Nhà Rồng ở cái nhà. Hướng này là chúng ta đi thẳng là qua bên Tư. Khu vực trung tâm của